Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Thưa các đồng chí và các bạn, chiến tranh đã lùi xa, nhưng những hậu quả của nó vẫn hiện hữu trên dải đất hình chữ S thân yêu của chúng ta. Mỗi dịp tháng 7 về, trong lòng mỗi chúng ta, ai cũng lắng lại khúc ca bi tráng một thời chiến tranh khói lửa. Tháng 7 linh thiêng, tháng 7 tri ân, tháng 7 nghĩa tình là khoảng thời gian cả nước dành riêng để tưởng nhớ và tri ân hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi thanh xuân, đã ngã xuống trên chiến trường hoặc khi trở về mang trên mình những vết thương không bao giờ chữa lành. Kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, phóng viên Ngọc Linh có bài viết Đất nước vẹn nghĩa tri ân, chúng ta cùng nghe. Trong cuộc đấu tranh vì độc lập tự do của đất nước, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi thanh xuân, sẵn sàng xả thân cho Tổ quốc, dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh hoặc mang thương tật suốt đời. Máu đào và sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ đã tô thắm lá cờ cách mạng vẻ vang để đất nước ta nở hoa độc lập, kết trái tự do. 76 năm qua, công tác chính sách quân đội, hậu phương quân đội và phong trào đền ơn đáp nghĩa đã được triển khai thực hiện cả bề rộng và chiều sâu, phát huy được trách nhiệm của toàn dân và cả hệ thống chính trị. Đó cũng là khẳng định của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Trong các cuộc kháng chiến cứu nước, giành độc lập dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, lịch sử đã ghi nhận nhiều tấm gương chiến đấu dũng cảm, ngoan cường. Nó góp phần làm nên chủ nghĩa anh hùng cách mạng, xây dựng nên một quân đội anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng. Quan tâm chăm lo đến người có công, thân nhân liệt sĩ là trách nhiệm của cấp ủy Đảng, của chỉ huy các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị trong toàn quân. Còn hàng trăm nghìn gia đình có người thân là liệt sĩ đang nằm lại nơi xưa kia là chiến trường ác liệt hoặc đã được quy tập về các nghĩa trang liệt sĩ, nhưng chưa có đầy đủ thông tin để thân nhân liệt sĩ có thể tìm thấy và đón các anh trở về. Câu chuyện của gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Trích là như vậy. Đã hơn 50 năm nay, ngày ngày ra ngóng vào trông, mong có thể sớm biết tin con của mẹ hiện đang nằm lại nơi nào trong chiến trường khói lửa ác liệt năm xưa. Ở vào cái tuổi như ngọn đèn trước gió, mẹ Trích có thể đã lãng quên nhiều ký ức. Song lời hẹn ngày đất nước chọn niềm vui, con sẽ bên mẹ, thì như mới ngày hôm qua. Ngày mùng 5 năm Thấu Thấu, là anh ấy đi lên đường, thì cháu đi lên đường, cháu con nhặn là mẹ ơi đừng nhớ con nhé, con đi bao giờ thống nhất Bắc Nam, nước nhà độc lập rồi con về với bố mẹ. 12 năm sau, rồi hôm ý là gọi tôi lên thì tôi bảo là cháu nó hy sinh không còn. Nhận cái giấy báo tử rồi về nhà là mẹ là nằm ở đây, không biết gì nữa. Cảm xúc lúc bây giờ nó không còn, nỗi đau nó quấn bám, không thể nguôi được. Tôi cứ lúc nào tôi cũng nhớ thì chảy nước mắt. Những người mẹ mất con và cũng có những người con chưa một lần được thắp nén nhang trên phần mộ của cha mình. Liệt sĩ Trần Thanh Khuy hy sinh ở chiến trường miền Nam vào năm 1970 khi con gái của liệt sĩ, chị Trần Thị Thoa ngày ấy mới là đứa trẻ liên hai. Thế nhưng bằng cách nào đó, chị vẫn nhớ và cảm nhận được rất rõ hơi ấm từ bờ vai vững chãi của cha đã điệu mình đi dọc con đường làng đầy nắng. Cả tuổi thơ đã sống cùng ký ức về bờ vai ấy. Cho đến sau này, khi trưởng thành, hình ảnh ấy cũng là điểm tựa vô hình giúp chị đi qua bao bão giông của cuộc đời. Lúc đấy tôi hơn 2 tuổi, những ký ức của tôi còn sót lại thì tôi thấy là cứ hình ảnh bố tôi kiệu tôi lên vai. Và khi tôi lớn lên thì bố tôi đã hy sinh rồi. Lúc đấy thì tôi vẫn còn nhỏ. Khi đến lớp học, các bạn lúc nào cũng nói chuyện về bố để khoe. Nhưng tôi thì không bao giờ có cả. Thì tôi đều chạy trốn ra một chỗ khác để khóc thầm một mình. Lửa chiến tranh đã tắt hàng chục năm, nhưng trong mỗi gia đình liệt sĩ thì còn nguyên đó ngọn lửa trong lòng.
và những người làm công tác chính sách trong quân đội đang nỗ lực từng ngày trên hành trình tìm kiếm, quy tập và trả lại tên cho các anh. Công tác tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ mà là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi người lính. Nhiều năm qua, các thành viên của 23 đội quy tập hài cốt liệt sĩ từ khắp các quân khu, các bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã băng rừng lội suối, không kể ngày đêm, không kể địa hình hiểm trở, lăn lộn khắp rừng sâu núi thẳm, tìm được hàng chục nghìn hài cốt liệt sĩ, cũng như trả lại tên cho các anh. Chỉ tính từ năm 2012 đến nay, cả nước đã tìm kiếm, quy tập được gần 20.000 hài cốt liệt sĩ. Trong đó đã quy tập ở trong nước được gần 10.000 hài cốt liệt sĩ và quy tập ở ngoài nước được hơn 10.000 hài cốt liệt sĩ. Trên mảnh đất hình chữ S thân thương này, mỗi cán bộ chiến sĩ trong toàn quân đã, đang và sẽ nỗ lực hết mình để cùng toàn đảng, toàn dân ta chăm lo tốt hơn nữa các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng, những người đã hy sinh thân mình cho nền hòa bình của đất nước. Mẹ Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam ơi, khi con đi qua khắp nẻo đường, nghe đau thương chìm trong khói hương, mong sao cơn mưa gió vô thường không lung lay làm rớt hạt sương. Mẹ Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam ơi, mây khói tan rồi, còn lại